nào cũng vậy chứ. Tắm đâu mà kìa. Tới nào vô tắm đi. Tao Không, để tao tắm trước, tao đi công chuyện trước. Tao cũng trễ giờ rồi. Cái tắm mày cũng dành cho tao nữa hả? Dường cho tao đi. Không, cái gì chứ tắm là không dường được. Bây giờ tao tắm trước, đi trước. Tao tắm trước. Tao đi. Tắm cũng dành nữa. Hai người tắm chung đi. Sau tất cả mình lại trở về với nhau. Gì hay mà làm liệu luôn à? Kêu đi tắm mà sao tất cả vậy? Còn nội hàng sớm nữa. Hát kêu kêu lúc nào không hát, hát hay lúc này. Bây giờ mày lâu không à? Mày kêu đi tắm mà hôm nay là nhiệm vụ mày đi lấy nước về cho tụi tao tắm. Mày lấy chưa? Lấy rồi. Đâu? Kìa. Nước đâu? Mày đuôi hả? Ủa mày đuôi hả? Mày phân biệt được nước đá với nước tắm không mày? Mày để nó tan hay nước không mày? Rồi bây giờ cần gấp sao tắm? Thì mày cha đi, giờ nãy tao cũng chạy cha mày vậy thôi chứ sao? Mày cứ chạy tới, chạy lui, chừng nào nó sạch thôi. Đó thấy chưa? Đơn giản. Ê, nói mày nghe. Tôi chờ tới đâu nó săn tới đó luôn nè. Ừ. Ê, ví dụ giờ muốn gọi đầu sao? Đồ ngu không? Mấy này hỏi ngu không? Hỏi câu ngu không? Muốn gọi đầu thì mày lấy xà bông đó đúng không? Ừ. Thay vì mày chét lên đầu, mày đừng chét lên đầu. Mày chét cũng đá nè. Được. Mày cha hoài, chỉ là có bọt thôi. Ê, khoan. Thấy nước, cái nước này có mùi gì không? Ê, tanh mày. Nước đá mày mua ở đâu vậy? Người ta cho. Ai cho? Bà bán cá. Thôi bỏ luôn đi, nghỉ tắm rồi đi. Kiếm gì ăn lẹ đi rồi đi nữa. Ừ. Này, coi có gì ăn lại đi. Hôm nay tới lượt tao hùng mì á. Mì hả? Thôi nấu lẹ đi. Nước đâu? Mày ngu không? Hỏi ngu không? Hả? Hỏi ngu mày đi. Không lẽ giờ ăn sống mày? Không có trí tưởng tượng thông minh được gì hết trơn. Ở nhà không có tao, không làm được cái gì hết trơn. Trời ơi. Lấy nước đá ướp cá, nấu nước, ăn mì luôn. Mì hải sản mày. Ê. Mà ăn mì hoài không mày ngán quá. Có cái gì mới không? Ừ, lẽ ăn mì gói hoài luôn hả? Bây giờ có trứng xúc xích ăn không? Rồi, được. Đơn giản luôn, nói trứng xúc xích cho ăn. Ê. Không được. Làm gì cũng được. Mày làm cái gì đó? Tao lấy chìa khóa mở tủ trứng xúc xích ở trong tủ ba. Để mời tao ăn hết của tao làm sao? Alo. Dạ nghe nè má. Dạ. Không khỏe lắm. Dạ trên đây thì con bình thường. Dạ mấy đêm sao má? Dạ học giỏi lắm hả má? Dạ con biết mà, em con phải giỏi giống con thôi. Ba con sao má? Dạ má nói gì? Ba chết rồi hả? Ba chết 3 năm rồi hả? Đây ba nào chết nào phải? Ba nào chết á? Dạ má. Dạ. Vợ con Thái nãy anh Tưng mày không? Dạ. Rồi con biết tháng sau đám giỗ ba mà. Rồi. Con gửi tiền giờ tháng sau gửi tiền. Dạ. Bực bội à. Tao nói thiệt tụi bây nha. Tao tức mà tao không nói được luôn á. Mất nói gì mày thức? Ba thằng xài một cái điện thoại mà xài một cái sim luôn nữa. Bình viên mà. Thì bây giờ má của đứa nào thì lưu tên má đứa đó đi. Lưu có một chữ má rồi biết má đứa nào. Thì má. Ê khoan, bình tĩnh. Để tao mở loa ngoài cái nha. Nha. Mở loa ngoài. Alo má hả má? Má nè. Ê trời ơi, má của ai má ơi? Thằng Phương. À, má tao. Đưa điện thoại cho thằng Tân nói chuyện với má. Ủa là sao má? Là tao là má của thằng Tân chứ cái gì mà hỏi. Dạ. Dạ má tao thiệt nè, tao nghe giọng tao biết rồi. Dạ. Dạ sao má? Dạ trên đây con ổn định lắm. Dạ thì con cũng có phòng khám đồ này kia nọ. Thì bệnh nhân cũng tới khám bình thường. Dạ, bây giờ đang đông lắm không có thời gian nói chuyện với má đâu. Bệnh nhân giờ đang ho sùm luôn nè.
À, bị đau bụng nữa, bị đau bụng quá trời nó ơi. Tôi sắp đẻ rồi. À, là có nghĩa là bệnh nhân của bà kia. Dạ, vợ tôi sắp đẻ rồi. Vợ sắp đẻ, vợ sắp đẻ má. Dạ, má nói sao? Má lên liền luôn hả? Má lên chi gấp gì má? Má đâu có chuyện gì gấp đâu, má lên chi? Để con mai con ra gửi tiền cho má được rồi. Tới bến xe luôn rồi hả? Rồi, con biết rồi. Ê, không ổn rồi. Gì? Có chuyện rồi. Chuyện gì? Má tao lên đây. Chết tiệt chứ. Chết rồi. Bây giờ phải làm sao hả? Bây giờ mày tính làm sao, phải làm sao nè. Nhà có ba gói mì mà lên thành bốn người lấy gì ăn. Đúng rồi. Khó gì mà nghĩ ra được luôn hả? Tao vừa phải đâu chứ. Bây giờ vấn đề là má tao lên đây nè, phải tìm cách làm sao giải quyết, hiểu không? Tao nói má tao trên đây, tao là ba bác sĩ. Má coi. Mở cửa đi. Mở cửa lẹ đi. Lẹ đi. Chú tự mở được luôn á. Không à, mở đâu. À, được nè. Tại sao vậy? Hả? Tại sao tao nói tụi mày trả tiền nhà cho tao mà bây giờ tụi mày chưa trả là làm sao? Hả? Thằng kia nữa, mày bệnh cái gì? Mày đau lắm hả? Đau rồi đó. Tại sao vậy? Hả? Vì hoàn cảnh của tụi con mà chú. Khổ lắm chú ơi. Đâu sung sướng gì. Vì gói còn chưa kịp ăn nữa mà chú. Nở lòng đầu chú đòi tiền nhà tụi con chú. Mới trễ có 3 tháng chứ mấy. Chút nước người ta luôn hả? Bộ tụi bay cho tao diễn căng hơn xíu được không được nữa hả? Bắt tao xả dây nhẹ như vậy. Biết tao thương tụi bay mà. Hả? Bữa nay má nó lên đó. Chú bây giờ con có chuyện này nè. Chú giúp con cái được không chú? Giúp gì? Bữa nay má con lên đó chú. Má lên là có tiền nhà đóng cho tao. Không phải. Má con lên là cái chuyện căng nữa. Căng cái gì? Má con lên, má con biết cái chuyện này là con không xong đâu. Bây giờ vấn đề là chú giúp con đi. Giúp con. À, tao không có giúp gì nữa mày. Giúp gì giúp hoài vậy? Hả? Sao? Nhà thì không đóng mà giúp gì giúp hoài vậy? Hả? Giúp bây giờ con nói nhà con là bác sĩ. Bây giờ chú giả làm bệnh nhân đi. Chú nào cho tao giúp hết á. Hả? Giúp hết. Này rồi đến kia. Tiền nhà thì không trả. Bây giờ bác tao giúp đó. Không nội nè. Tháng trước nó nói má nó kỹ sư. Má nó lên. Kêu tao là đóng giả ngoại giao nước ngoài gì đó. Tao vô tao nói chuyện sùm hết. Tao nói tiếng nước ngoài. Cuối cùng má nó biết tiếng nước ngoài. Rồi còn thằng này nữa. Thằng này là tao khỏi nói với mày rồi. Má mới gì khỏi nói con chú. Má mày chưa lên. Đúng rồi. Thôi chú. Thôi dáng là đỡ chú lỡ giúp giùm con đi chú. Chứ bên đây bây giờ là chú nói là chú là bệnh nhân. Xong cái cú này á là con khai thiệt luôn. Con không có xạo nữa. Có tiền nhà đóng chú luôn. Có nói nha. Dạ. Ráng giúp giùm mày chứ tao cũng khổ quá rồi. Dạ. Ừ. Rồi. Ê. Vô dẹp. Má chuẩn bị lên rồi. Quên. Dậy lên. Dọn đi. Chú phải dọn hộ con luôn á. Dọn hả? Rồi. Muốn tao làm gì? Chú nằm đây. Nằm đi. Chú nằm. Nằm yếu đi. Nhớ là dù có gì đừng có thở nghe chưa? Không thở cái gì? Không được thở. Không được thở gì? Mắt tao bệnh gì mà không được thở? Cái bệnh là bệnh hấp hối sắp chết. Hấp hối sắp chết là phải thở gấp ba ơi. Thở nhiều. Rồi. Ra đón khách. Con ơi, Tân nó có nhà không con? Dạ bác không cần nói gì đâu. Bác muốn khám bệnh thì vô đây ngồi, bác sĩ Tân đang bận lắm ạ. Mà tôi là má. Má của bệnh nhân thì cũng ngồi chờ đó bác. Không phải, tôi là má của bác sĩ Tân á. Dạ má. Bác sĩ ơi. Dạ, con mời bác vô. Có gì? Ủa? Con. Chào má. Trời ơi. Con đang dở tay khám bệnh nhân. Má dạ. Ở đây ngồi chờ con chút xíu đi, con khám cái bệnh này xong rồi cái là con nói chuyện với má. Ờ bộ bệnh nặng lắm sao mà nằm thấy ghê vậy nè. Dạ bệnh nó nặng lắm ơi. Cái bệnh nó cần phải chích. Chích hả? Dạ bộ trời. Thôi, giả bộ thôi, không có chích thiệt đâu, nào dối. Sao cái kim nó bự quá vậy? Thở máy đi, bình tĩnh đi. Không sao hết. Thở gấp đi. Thở gấp. Thở chứ không có rên, thở chứ không có rên. Tim đập loạn xạ quá. Ê, bên đây nè.
Rồi, ông ngồi dậy đi. Cả bệnh rồi. Sao bác sĩ? Cái bệnh này là ổng là bị lâu lâu á, bị thần kinh á, bị yếu, cho nên là biếng ăn, sinh ra bị biếng ăn. Cái này chú phải đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chú đừng suy nghĩ nhiều. Cái chuyện gì mà chú bị căng thẳng quá, cái là chú bị như là bị rối loạn tiền đình. Nhất là chú cái vụ mà có ai mà lỡ mà có thiếu chú gì á, mà người ta nói xin cho qua, chú cho qua. Chú hiểu vấn đề đó không? Không, rồi chú mấy chú thương chú cho luôn. Được chứ. Đang diễn mà. Chú bệnh cái căn bệnh này chú bệnh cỡ được 2 tháng rồi đó. Tôi bệnh 2 tháng luôn hả? 2 tháng. Bình đúng 2 tháng luôn hả? Đúng 2 tháng luôn, từ cái lúc mà đòi không được đó. Bây giờ chú cần ăn nhiều vô chút xíu. Đây, còn có một viên thuốc. Có thuốc. Chú uống cái gì này vô. Ngậm, không cần uống nước. Chỉ não tan thôi. Dạ. Khỏe mày. Cái gì đúng không? Khỏe mày. Trời ơi, khỏe mày. Trời ơi, khỏe. Trời ơi. Khỏe gì? Bác sĩ là có đem cái gì ăn không? Ủa cái gì? Ủa là sao? Chưa, tôi thèm ăn quá. Thèm ăn hả? Thèm ăn có gì không? Có gì cho ăn không? Thèm ăn. Mì cá là cho ông ăn, mì cá là cho ông ăn. Trời ơi, đây ăn chú. Dạ. Cái gì giống thuốc thần vậy con? Dạ. Mới nói biếng ăn rồi bây giờ ngậm vô là ăn, đòi ăn liền vậy đó hả? Dạ, mình đi của con bây giờ là vậy không á? Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Hết rồi. Không, hết chưa? Hết rồi, cho miếng đi. Thèm ăn lắm. Ôi, coi chừng ta mắc nghẹn con ơi, ta mới hết bệnh đó con. Không, này hay lắm, thèm ăn lắm. Dạ, thuốc này hay lắm bác. Con ơi, con má thấy con mà khám bệnh mà trời ơi nói mà cho thuốc như thần, má thích quá con ơi. Dạ. Hôm nay con sẽ là bác sĩ giỏi nè. Dạ, con tương lai mà. Má mệt quá, con khám giùm má đi. Má mệt hả? Má mệt quá. Con mấy tháng gần đây sao ngủ nó khó chịu quá. Đau đây nè. Má bị đau tim hả? Đau. Đau, khám cho má coi. Ủa, con thấy tim má đập bình thường mà má. Đau đây nữa nè con. Đau đây luôn hả? Đây chắc má do dao quẹt gì nó bị bong gân thôi. Một lát mới tốt giác. Cái gì mà bong, ta có té đâu mà bong gân. Chứ có bị gì đâu đây. Rồi nhức đây nữa nè. Nhõng nhẽo của con gì. Rồi chạy xuống chân nữa nè con. Chạy xuống đây nữa. Nhõng nhẽo con hoài. Ôi trời ơi, chạy qua đây rồi. Trời ơi, sao mới đây mà chạy liễu vậy trời. Ôi sao chạy nhiều quá vậy má. Mẹ chạy tùm lum vậy. Sao chạy nhiều quá vậy má. Ôi cha, nhức cái chân nữa. Trời ơi, nhức cái chân nữa. Má tùm lum bệnh vậy con. Mà cuối cùng má có chuyện gì mà má giỡn con hoài má. Má đau trong lòng quá à. Chỉ con trai nghĩ được má thôi. Con hiểu rồi. Suốt ngày má cứ ghẹo con hoài à. Con tính á là ngày mai con chạy ra bưu điện con gửi cho tiền người cho má. Chứ mày chưa kẹo gì hết trơn mà má lên rồi. Đây nè, nó bây giờ con gửi tiền cho má, má cầm tiền đi rồi má về đóng học phí cho mấy đứa em con đi học. Má không có cầm tiền này đâu. Ủa sao kỳ má. Tiền này là tiền lừa cha dối mẹ. Tiền phi pháp má không có nhận. Má nói con không hiểu gì trơn, má giỡn con hoài má. Nè, con nghĩ sao vậy? Hả? Trời ơi, mày sĩ diện cái gì vậy Tân? Mày nghĩ sao má quê mùa chứ má cũng hiểu chứ con. Học ra trường là bác sĩ. Nhưng đâu phải là bác sĩ liền đâu. Mình phải thực tập ở nhà bệnh viện chỗ này, chỗ kia biết bao nhiêu năm rồi. Cái tay nghề mình cứng cáp mình mới mở phòng mạch chứ. Phòng mạch mà vậy đó hả? Nghĩ sao mà lừa gạt cha mẹ vậy hả con? Mẹ bây giờ má hỏi con đây nè. Một người mà con thương yêu, con đặt hết hy vọng niềm tin cho người đó, mà người đó quay qua lừa gạt mình, đau không? Con xin lỗi má. Con không phải là muốn lừa gạt má đâu. Thật sự má cũng biết rồi đó. Con học có bằng đàng hoàng mà. Mà tại vì con chưa có công việc ổn định thôi. Con không muốn về quê ăn bám má. Con muốn tự lập trên đây. Con muốn làm kiếm tiền để gửi về phụ má. Mua mấy đứa ăn học. Má không có lấy cái đồng tiền ở đâu. Bạn bè ở chung phòng mà thấy con tôi làm sai trái, không biết khuyên can, còn ai vua theo nó nữa, gạt tôi nữa là sao hả? Một lần lừa gạt là má không có tin lần nào hết trơn á trời. Nhưng mà con hỏi má nè, cái chuyện này ai nói má biết vậy? Tao nói á. Tao nói à. Tao thấy mày vậy á, tao thương mày. Tao không muốn mày dối cha lừa mẹ như vậy. Tao mới gọi điện thoại về. Tao báo cho má mày biết. Đó, thật ra là tao với má mày thỏa thuận trước khi tao thỏa thuận với mày rồi. Em diễn được không chị? Em diễn được. Hay chị. Quá trời ơi, ăn khí thế luôn. Bây giờ làm vậy. Tao là tao thương.
Cho nên á, tao mới gọi điện thoại báo về cho má này. Nhưng mà tôi cũng nói cho chị biết. Sao? Chị cũng phải tin nó. Thật ra tuy là cái đồng tiền đó là cái đồng tiền không phải là do nó kiếm cho cái nghề bác sĩ, nhưng mà nó cũng không phải là đồng tiền phi pháp phi phụng gì đâu. Phi pháp không có phi phụng, phi phụng bà hiền lương chứ bà không có lường gạt. Hám bà quá. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của nó tôi biết chứ. Mấy tụi nó đi làm mà không làm đúng vô cái nghề nghiệp của mình tôi cũng áy náy lắm. Cho nên bản thân tôi đã tự kiếm việc cho ba đứa nó làm. Vậy hả? Trời ơi, cậu tốt quá, cảm ơn cậu nha. Ngày nào tôi cũng chở tụi nó đi khách hết. Cái gì? Đi khách gì? Chị à, chị bình tĩnh đi. Như thằng này tôi dẫn nó gom tiền mua được chiếc xe ôm. Nó đi xe ôm, nó chở khách. Vậy đó hả? Thằng này thì phục vụ nhà hàng. Đó, cũng làm phục vụ khách. Rồi con chị tôi thương nhất nên tôi dẫn nó vô khách sạn để phục vụ khách. Cái gì? Trời ơi, chắc con tôi vô khách sạn làm cái gì? Phục vụ khách cái gì? Tôi làm tiếp tân thôi mà. Trời ơi, nói không chịu nói rõ ràng, nói ấp ra ấp úng làm tao tưởng bậy không à. Thôi bây giờ vậy đó, mẹ con rồi kia hòa thuận rồi, chú chỉ muốn dặn cho mấy đứa một điều thôi, làm cái gì làm không bao giờ được dối cha lừa mẹ, không bao giờ được gạt ba mẹ ở trên đây làm cái chuyện khác nghe chưa? Dạ biết rồi. Đó bây giờ vậy rồi thì mỗi đứa là cầm 1 triệu đi nè, mày 1 triệu. Wow, có 1 triệu. Ôi, mày 1 triệu luôn. Ôi ơi, trời sáng vậy chú, trời lắm vương hả? Tả không có cho tụi bay đâu, đây đừng mừng. Một lát nữa má tao dưới quê lên nhớ đưa tiền nhà cho tao đầy đủ nghe chưa hả? Chưa